Em xin chào tất cả các bác yêu Lan trong phim buổi sáng hôm nay, thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Hôm nay thì em về bổ sung rất là nhiều mặt hàng mới, những cái dòng hàng đen rô nắng này vừa mới về và ngập tràn những dòng hàng hoa lan hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng 0393998895 hoặc 0966121377. Cái mặt hàng Dendro này em sẽ có video clip riêng khi mà ra hàng nhé. Bởi vì Dendro nhà em thì có gần 40 loại cơ. Tầm chiều nay sẽ có một video clip chi tiết về mặt hàng Dendro và những cái dòng hàng chuẩn mặt hoa cho các bác. Và sau đây thì em sẽ điểm qua những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Rất là nhiều mặt hàng khác nhau. Các bác ủng hộ em thì liên hệ bên em sẽ gửi hàng toàn quốc nhé, ship hàng toàn quốc cho mọi người ạ. Sau đây thì em xin điểm qua luôn. Dòng cây cảnh này thì em có chương trình ưu đãi khách hàng hơn, đó chính là ở những cái mặt hàng cây cảnh mua từ 3 cây bên em sẽ bao phí ship. Ví dụ như một số loại mua từ 2 cây, ví dụ như cây sung Mỹ hoặc cây nho thân gỗ, mua 2 cây thì em cũng đã bao ship rồi. Nên là đây là hỗ trợ cho bác tiền cước phí khi các bác mua hàng cây cảnh, bởi vì đây là cái dòng nó mang tính chất cồng kềnh, vận chuyển đi xa sợ nó tốn tiền cước mà nó giá nó thành nó rẻ ấy. Nên là em trả cước cho mọi người luôn. Sau đây thì em sẽ điểm qua luôn nhé. Đây hôm nay em có mấy cây hồng đang nở hoa rất là đẹp. Đây ạ, đầu tiên thì em có mấy cái cây vú sữa hoàng kim này. Ui giời ơi, vú sữa hoàng kim. Cây ở nó cũng khá là cao, đẹp. Loại này thì 70.000 một cây. Và mua 3 cây 210.000 là được bao phí ship này. Tiếp theo là cái cây hoa mai xanh thái. Mai xanh thái này là cái dòng dây leo. Và hiện tại vào du nhập vào thị trường Việt Nam năm nay là cái dòng này là đang là dòng hot. Nó tương tự như hoa tử đằng. Và đây ạ, cái này thì các bác có thể bắt dàn nhé. Và rất là thích nghi với khí hậu của mình luôn. Mỗi cây mai xanh thái này thì em bán với giá là 180.000 một cây. Và mai xanh này thì mua 3 cây bên em bao phí ship vận chuyển nhé. Mua 3 cây mai xanh sẽ bao phí ship ạ. Sang bên đây đó chính là những cái cây sung Mỹ. Dòng sung Mỹ này là cái dòng sung mà quả to, quả tròn, mọng nước, ăn rất là ngọt. Sung Mỹ này trồng ở Việt Nam mình nó đậu quả cực kỳ là nhiều. Và dòng sung Mỹ này thì hoa quả của nó rất là sai. Đấy, gốc đợt này thì gốc to và rất là nhiều mầm chồi đang lên. Sung Mỹ này thì em bán với giá là 100.000 một cây. Riêng sung Mỹ mua từ 2 cây 200.000 là được bao phí ship nhá. Sung Mỹ. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cái dòng nho thân gỗ tứ quý. Dòng nho thân gỗ tứ quý này ngoài thị trường đang bán ra cây của nó phải từ 150 đến 200.000 một cây. Nhà em thì nhập từ vườn, gọi là nguồn từ vườn. Em bán với giá chỉ có 100.000 đồng một cây thôi ạ. Và mua 2 cây 200.000 là được bao phí ship. Đây là dòng sung Mỹ nhé. Tiếp nữa đó chính là cherry. Cherry thì có dòng cherry cây choai là cây lớn này. Và cherry cây giống thì nó ở phía trong kia. Dòng cherry choai này thì em bán với giá là 200.000 một cây. Và mua 2 cây cherry choai là 400.000 sẽ được bao ship. Loại này thì cây to, có thể đơm nụ sớm hơn. Còn cái loại cây cherry giống này thì nó bé hơn này. Cherry giống này bé thì nó chỉ tầm 50 cent thôi, 50 cent đổ lại thì giá là 90.000 một cây. Và mua 3 cây 270 được bao ship nhé. Em có tử đằng thân gỗ. Thực ra tử đằng thân gỗ này nó cũng có thể leo được. Em thấy lên ngồng khá là dài. Loại này thì em bán là 100.000 đồng một cây. Và 3 cây 300.000 bao phí ship. Riêng tử đằng này nó thật là phí ship của nó, mua 3 cây thì em cũng như là bán 2 cây thôi. Tại vì phí ship nó phải rơi tầm 100.000, hơn 100.000 đấy ạ. Giá cước rất là cao. Nên đối với những dòng cây cảnh này em đã hỗ trợ cho khách hàng rất là nhiều rồi. Đấy, dòng cây cảnh này toàn những cái hàng giống nhập và độc lạ thôi ạ. Hôm nay thì em có một số những giò phi điệp giao lưu với các bác. Hàng này hiện tại đang nụ hoa và có một số mặt bông hoa sổ ra bông rất là đẹp luôn. Đấy, cánh bay rất là bay nhá. Đây, em sẽ đi qua từng hình báo giá rất chi tiết đến các bác. Những mã hàng này phi điệp hàng thuần rồi, cây của nó đang lên mầm lực khỏe và các bác về có những chậu đang nụ hoa chơi luôn. Giò này em gọi là P1 này. P1 thứ nhất là gồm có một thân đang có nụ này. Đấy. Và đây là một thân này đang lên cả nụ nữa, thân này vẫn còn lá cả nụ. Đấy. Và đây có nhiều mầm gốc nhá. 1 này, 2 3 4 5 mầm gốc. Rất là lực. Giò này em bán 450.000 một giò phi điệp đang có hoa. Tiếp theo P2 450.000. Giò này thì có một thân lá mít này. Thân này thân lá mít này. Lá tròn mít và đang đi ngọn rất là đẹp. Đây là có một thân này là nuôi từ con kiến. Từ con kiến nhỏ nhá. Từ con kiến nhỏ đang lên mầm. Cái con kiến này đang lên một thân đang thắt ngọn chuẩn bị nụ hoa này. Một thân này đang đi ngọn này. Đấy, con kiến rừng này.
Đây có một thân hoa này siêu dài. Thân này cũng đang chuẩn bị bung nụ nhá. Thân mập khỏe. Đây, thân ngọn. Và có một thân này nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng 5 thân. Giò P2 này em bán với giá là cũng 450 nhá. Đây một giò phi điệp thuần rồi. Cái này thì hồi xưa là dòng Hòa Bình. Đa phần là dòng Hòa Bình. Em nhớ là dòng Hòa Bình nhiều hơn. Còn đâu đó có thể một số những dòng khác. Nhưng mà mặt hoa thì có một số cây sổ ra. Tí em sẽ siêu mọi người xem luôn. Đây mã P3. Giò này 370. Hai thân phi điệp đang nụ này. Đấy một nụ, một thân đang nụ nhá. Hai thân đang nụ này. Tím đậm. Và đây có hai thân đang đi ngọn. Gân lá đẹp chưa. Đấy 370.000. Đây là giò P3 370. Giò P4 giò này 580.000 nhá. Giò này rất là đẹp. Đây giò này thân của nó thân thủ mập đẹp. Đấy đang chuẩn bị nụ hoa. Đây cái này cũng đang chuẩn bị nụ hay là nụ đây. Đấy thân này cũng đang nụ này. Đây có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mầm gốc cả dài cả ngắn này. Có 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3 thân hoa. Đấy, giò này là 580.000. Đây là giò P4 nhá. Mã P5, 490. 1, 2, 3, 4. 4 thân mầm gốc đang lên dài. Đây có một thân này đang chuẩn bị bói hoa này. Thắt ngọn đang bói hoa này. Có một thân bên đây thì đang cả ki cả hoa này. Đấy, giò này em bán 490.000 nhá. Rất là đẹp. Tiếp theo P6 350. Đây, một thân đang nụ hoa. Nụ hoa khá là tím này. Thân này cũng dài. Một thân này thì đang đi ngọn. 350 cái giò này. Giò P6 350.000. Giò P7 là một giò 550. Giò này thân lá rất là xanh nhá. Thân lá rất là xanh. Đấy. Khá là nhiều mầm gốc. 1 2 3 4 5, 5 mầm gốc, 6 mầm gốc đang lên. Và đây ạ, nụ của nó đây. Ba thân tơ đang thắt ngọn, đang nụ. Đấy, giò này em bán với giá là 550.000. 550.000 P7. Tiếp theo mã P8. Đây ạ, mã P8 nhé. Mã P8 ạ. Mã này thì 450. Gồm có một thân này thắt ngọn này, hai thân đang đi ngọn này, ba này, bốn này đang đi ngọn, lá này cũng mít đẹp này. Đây, cái này cũng đang một mầm này. Và đây cái mặt hoa của nó đây. Cái này vừa kích hoa, đây là hoa kích. Cánh của nó đây. Khuôn bông của nó cánh khá là nhọn và đẹp. Đây cho bông hoa này. Bông này thì nó bay hết rồi. Đó, mặt hoa của nó cũng khá là đẹp nhé. Rất là đẹp. Đấy, giò này. Một giò 450.000. Khá là nhiều thân. 450 P8. Tiếp theo mã P9 ạ. P9 em sẽ cho mọi người mang xuống cho mọi người xem. Giò này thì bay cực kỳ là bay luôn. Giò này gồm có hai mầm gốc đang lên này. Đấy. Và cánh của nó thì giò này hoa của nó trắng tinh và cánh bay. Cánh rất là bay nhá. Bông bay đẹp. Đó, đẹp chưa? Giò này rất là ưng ý luôn. Có những cây tốc váy luôn, tốc có những bông nó tốc ra bay tận đằng sau luôn. Đấy, phi điệp cánh bay giò P9 em bán 420.000 nhá. P9. Là giò P11 này. Giò P11 cũng là cái giò giống y hệt hai giò này. Và giò này thì đang nụ hoa. Đây hai vòi hoa chuẩn bị đang bung. Và đây mầm gốc của nó, hai mầm gốc dài. Giò này 500.000 nhá, vì nó đang có nụ. Đây là giò phi điệp cánh bay nhá, giò P11. Mặt hoa đẹp đấy ạ. Đây là thuộc dòng mặt hoa đẹp. Dòng cánh bay. P12, giò này thì không nhớ, chưa rõ mặt hoa này. Như giò này cũng nhiều thân, 490. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mầm gốc đang lên rất là khỏe, 490.000. P12. P13, 450. Có một thân đang hoa. Nụ khá là xanh. Và đây ạ, đây là có 1, 2, 3, 4 mầm gốc đang lên dài. Đấy, thân hoa này cũng dài này. 450.000. P13. Mã P14, 420. Hai thân đang có nụ này và hai thân tơ đang lên này. Giò này cũng không rõ mặt hoa này. Đấy, 420.000. Giò phi điệp tím. Trồng lâu lắm rồi. Và P15, giò này 500.000. Đây có một thân này lá cũng khá là mít này. 1 này. 2 này. 3 này. Đang lên cả kỳ cả. Đấy. 4 5 cũng nhiều thân, giò này rất là nhiều thân. Đây giò này mặt hoa của nó đây. Giò này thì mới nở hoa, đây là hoa bói ở trên đầu ngọn nên là hoa của nó chưa rõ khuôn bông.
mũi của nó là mũi, đây mũi khá là nhọn này, hai mắt của nó đậm, mũi nhọn và cánh của nó mới nở ra là cánh rất là xanh nhá. Đấy, giò này em bán 500.000. Em có về một cái lô hàng đây gọi là tóc tiên hương dừa. Ôi dồi ôi, bụi hôm nay bụi to bự luôn các bác nhé. Bụi to rất là to đùng luôn này. Đấy, hoa của nó là màu đỏ đô và hoa rất là thơm, thơm nhẹ nhàng, mùi hương dừa. Bụi to bụi khủng như vậy này. Đấy, em bán với giá là 180.000 đồng một bụi tóc tiên hương dừa nhé. Hàng vừa mới về thêm. Hàng này về các bác có thể trồng sang nhiều chậu. Đây nó thành từng đốt này. Đấy, tóc tiên hương dừa này, hoa thơm mà rất là đẹp. Đấy. Tiếp tục về bổ sung thêm một lô cát hồng Giáng sinh nhé. Đây là cái loại mà em bán siêu chạy hàng và cực kỳ là được mọi người yêu thích. Thứ nhất là dòng này là thuộc dòng bụi to. Dòng bụi to, đây ạ, lấy cho các bụi nào hầu như là bụi đấy cũng rất là to bự, to đùng luôn. Và loại này thì hoa cát một lá này, bông của nó to và rất là sai hoa. Em sẽ đính kèm cho mọi người cái mặt hoa của dòng cát hồng Giáng sinh này. Một số cây thì đang có mèo nụ, một số cây thì chưa. Nhưng mà đảm bảo các bác là cây này là cây trưởng thành, bụi to đùng như vậy. Và giá hôm nay thì em cũng bán với giá là 180.000 đồng bụi to đùng. Bụi này ngoài thị trường đang bán ra phải là 250.000. Tại vì cát bụi to nó phải gấp đôi với cái chậu bình thường các bác mua. Đấy, loại này thì bụi to đùng. Và các bác mua một cặp này là 350.000 đồng một cặp cát hồng Giáng sinh nhá. 350.000 một cặp và mua một lẻ là 180.000 đồng một cây. Hàng vừa mới về, rất là nhiều. Em để ở phía trong kìa. Kiều đột biến va, hoa màu trắng tinh. Dòng kiều hôm nay về chậu của nó nhiều mầm hơn hôm trước này các bác này. Hàng đẹp, siêu VIP. Và mỗi chậu này thì em bán là 350.000 đồng một chậu nhá. Đây là kiều hoa trắng tinh, hoa đột biến ạ. Hàng này là hàng chuẩn tem. Nên là hàng lưu ý là hàng này là hàng sưu tầm. Đấy, nó như kiểu dòng phi điệp đột biến. Các bác mua cái mầm nhỏ nhỏ ấy ạ. Đây là dòng kiều, nó cũng có cái dòng hoa của nó là dòng đột biến đây. 350.000 đồng một chậu. Và thân của nó rất là nhỏ thôi, nó không cao đâu nhá các anh nhá. Để đo chiều để các bác biết được cái chiều cao của nó rất là bé. Chậu đưa lên tay nó chỉ thế thôi ạ. Hoa rất là đẹp, hàng sưu tầm. Trầm nét tơ thiên, hoa trắng bạch tuyết này. Hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn. Em tạm gọi đây là trầm trắng nhá. Đấy, về cái lô trầm nét tơ thiên hoa trắng này rất là đẹp. Và trầm này thì có cả những cái bảng mà nó đang đi ngọn, có bảng vừa tàn hoa nhưng mà chuẩn hoa cho các bác luôn. Một bảng của nó đang lên rất là lực và khỏe. Mỗi bảng hoa trắng tinh và rất là thơm, siêu thơm và siêu nhiều nụ hoa như vậy. Size hoa này em bán với giá là 240.000 đồng một giò nhé. 240.000 đồng một giò, thân lực mập. Đây, gửi đi em sẽ lựa cho các bác những cái giò thân mập như thế này. Chứ còn thực tế thì có những cây nó nở hoa thì chỉ gọi là chuẩn mặt hoa thôi. Nhưng mà đảm bảo 100% là hàng chuẩn giống cho các bác nhé. Em có về số lượng rất là nhiều. Và tối nay thì cũng sẽ livestream cho các bác những cái mặt hàng này. Nhưng mà hàng về đẹp, sẽ lựa cho bác những cái chậu đẹp nhất đi trước. Các nhà em vừa cập nhật một cái lô hàng xả hạt Pháp, hàng siêu đẹp, siêu nhiều kỳ. Và hôm nay cái lô hàng này nó mướt đẹp và nhiều, thân dài cực kỳ. Đó, đây các bác này, em sẽ dỡ cho các bác một cái lô hàng xả hạt Pháp vừa mới về. Và tại sao thì cái hàng vừa về mà em muốn quay luôn? Bởi vì cái hàng nó là một cái mặt hàng rất là nóng hổi, thường các bác chơi Tết. Một chậu nhiều thân, nhiều kỳ. Và hôm nay lô hàng nó về rất là mướt nên em lấy về số lượng nhiều, gần 200 chậu các bác nhé. Đây, cho các bác xem tình trạng cây này, rất là đẹp. Vừa mới dỡ hàng ra nhá. Đây ạ, hàng về số lượng rất nhiều. Và lô hàng hôm nay thì em vẫn sẽ để cho mọi người cái mức giá tri ân với giá là 85.000 đồng một cốc thôi nhá. Hàng siêu nhiều kỳ. Chậu này mà các bác mua ngoài thị trường phải từ 120 đến 150.000 một chậu. Đây ạ, 120 đến 150 một chậu nhá. Nhà em bán giá chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi. Giá hàng cực kỳ là đẹp và rất hấp dẫn. Và loại này thì các bác mua 5 chậu, bên em sẽ có chương trình khuyến mãi cho các bác chỉ có giá 80.000. Mua 5 chậu giá 80.000 và mua lẻ là 85.000 đồng một chậu nhé. Số lượng hôm nay về vô số luôn, rất là đẹp. Và lô hàng hôm nay các bác không mua thì hơi phí. Dòng hàng này về em sẽ hướng dẫn cho các bác một cái hướng dẫn như sau. Hàng này thực tế các bác về sang chậu mới, tức là khi cho sang một cái chậu to hơn. Ví dụ như một chậu này của nó rất là nhiều đầu như thế này này. Cây của nó to mà rất là đẹp. Đó. Về thứ nhất là cho sang chậu to thì cây phát triển khỏe, thân này của nó năm nay đi ngọn, nó có thể dài tầm 50-60 cm và cho hoa. Đây là những cây ki năm 2, năm 3 rồi nhé, không phải cây ki năm nhất hay gì đâu, nên cây của nó rất là lực và khỏe. Hoặc các bác có thể tách những cái ki này ra này, ghép lên trên bảng dớn. Tại vì những cái dòng hàng này nó là dòng hàng thân tòng. Một là ghép thùng thòng xuống, hai là ghép chậu thòng lên. Và giá hôm nay cũng 85.000 đồng một chậu thôi. Và lô hàng hôm nay nó rất là đẹp, bác nào không mua thì rất là tiếc đấy ạ. Hàng vừa mới về, vẫn còn nóng hổi, vừa bóc tem nhé mọi người nhé. Nhanh tay để đặt hàng giá rẻ với giá ưu đãi ạ. Cập bến một cái lô kim điệp xuân hàng thuần chậu.
Lô hôm nay về cây đẹp mướt, hàng trồng chậu đang lên rất là nhiều mầm, tơ đẹp. Chậu này năm nay mà ra hoa thì sẽ cho một giò cực kỳ là tuyệt vời. Đây các bác nhìn những cái vòi hoa năm cũ này, nó rất là nhiều thân, rất là đẹp và đang lên nhiều mầm nhé. Kim Điệp Xuân hàng chậu này thì em bán với giá là 200.000 nhé. Hàng này là hàng thuần rồi, các bác về yên tâm. Tại vì nhiều bác trồng cái Kim Điệp Xuân này không hiểu sao ấy, nó cứ bị lụi dần. Nhưng mà hàng yên tâm là hàng này trồng tại vườn Việt Nam rồi, nó đang lên khỏe này. Các bác về chỉ việc chăm sóc, bón phân thêm thôi và tưới nước là cây phát triển khỏe mạnh. 200.000 một giò nhé. Để cái dòng Kim Điệp Xuân hôm nay thì số lượng về có ít thôi, tại vì hầu như là toàn lọc những cái chậu to từ vườn hết. Tiếp đến là dòng Vũ Nữ Bạch Ngọc hoa màu trắng, loại này em còn ít thôi, còn 3 chậu thôi ạ. Cũng 150.000 đồng một chậu Bạch Ngọc. Lô Đen Rô Xuân tiếp theo lại vừa về nhé các bác nhé. Lô hôm nay thì cây của nó cực kỳ là mập mạp và khỏe mạnh. Hàng Đen Rô Xuân này là một cái dòng hàng mà các bác thường săn vào những thời điểm dịp Tết đến xuân về. Và thời điểm này thì cây của nó vẫn đang, một số cây thì đang đi ngọn, một số cây đã chuẩn bị đứng ngọn rồi. Chậu của nhà em là chậu nhiều thân. Các bác nhớ thời điểm Tết có những đợt mà chậu về nó chỉ có 1 đến 2, 3 thân thôi mà đã rơi tầm 150 đến 180 rồi. Và cái chậu này thì nhà em siêu nhiều thân và giá thành cực kỳ là rẻ nhé. Đây, những cái chậu cây cao thì thường nó sẽ ít thân hơn là những cái chậu cây thấp, nhưng tương tối một chậu to đùng như vậy là nó rất là vĩ đại và đẹp rồi. Em bán giá hôm nay cực kỳ là yêu thương, đó chính là chỉ có 200.000 đồng một giò Đen Rô Xuân thôi. Hàng này thì dù nó không phân được màu, tuy nhiên trong cái bảng màu Đen Rô Xuân thì nó rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Đảm bảo các bác là hàng lô này rất là đẹp. Bác nào thích cái cây cao thì cũng có, cây cao thì nó ít thân hơn, nhưng mà những cái cây thấp như thế này này, nó lùm thì nó lại rất là nhiều mầm nhá. 200.000 đồng một giò, giá rất là yêu thương rồi. Tiếp nữa đó chính là dòng Dendro hoa vàng. Dòng này là trồng trong chậu là Dendro Xuân, nhưng đây cũng là dòng Dendro Xuân nhưng mà dòng hoa vàng, tức là có mặt hoa vàng. Thì loại này thì nó trồng ở trong cái chậu cốc này này, nó sẽ ít thân hơn. Và nó trồng trong cốc này thì hôm nay em cũng bán với giá 200.000 đồng một chậu Dendro Xuân hoa vàng thôi. Bụi như vậy là bụi cũng to rồi nhá, bụi cũng to và đang đi ngọn rất là khỏe mạnh. Còn một vài giò nữa đó chính là dòng Dendro sáu mắt. Loại này thì chậu của nó chỉ có ít thân như này thôi. Và các bác lưu ý là hàng Dendro sáu mắt thì hàng sưu tầm nên là cây của nó trông vậy nhưng mà nó cũng giá tiền cũng không nhỏ. 200.000 một cây nhá, một chậu như này nhá. Giá bình thường 220 đấy, hôm nay em giảm giá nốt còn vài chậu nhưng mà nó cũng toàn chậu đẹp thôi. Đấy, giảm giá nốt cho các bác. Em qua đến Vũ Nữ nhá. Vũ Nữ nhà em mới về cái lô hàng Vũ Nữ cực kỳ là đẹp. Và Vũ Nữ nhà em hôm nay có những loại như sau: Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh, dòng này thì vòi hoa dài rất là đẹp thơm. Dòng này thì hoa đẹp. Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh hàng chậu thuần tại Việt Nam, cây to bự, khả năng cho hoa tầm 1 đến 2 tháng nữa thì có khả năng cho hoa nếu chăm tốt nhé. Giá em bán là 150.000 đồng một chậu Vũ Nữ Hoàng Hậu hoa xanh. Tiếp theo một dòng hoa thơm mà phải kể đến đó chính là dòng Vũ Nữ sô cô la hoa thơm. Lô đợt này thì có cả những cây có ngồng nụ, nhưng tuy nhiên những cây mà đang có ngoài nụ thì nó sẽ ít thân hơn là những cái chậu cây mà em nhặt solo trong chậu này nhá. Chậu của nó thì cũng tương đối giả hành trong một chậu, cũng hàng thuần tại Việt Nam rồi. Loại này em cũng bán là 150.000 đồng một chậu nhé. Đây là dòng sô cô la hoa thơm. Tiếp theo thì em có những cái cây cửu bảo tiên lavanda. Hàng này hôm vừa rồi là em bán 250.000 một cây, cây to. Hôm nay thì chương trình sẽ giảm giá cho mọi người nhé. Chương trình loại này em sẽ giảm giá với giá chỉ có 150.000 một cây. Đấy, hàng cây to bự này 150 và hoa của nó bông to rất là sai hoa. Riêng dòng cửu bảo tiên lavanda này là dòng này bông to đẹp cực kỳ. Hôm nay em bán 150 một cây. Hàng này về các bác cắt tỉa rễ và ngâm cái rễ cây phát triển bật rễ lại còn nhanh hơn nhé. Đấy, thanh lý cái dòng cửu bảo tiên lavanda này giá rẻ này. Ngoài ra thì em có cả dòng quế tháng tư. Hàng này hàng của Thái, bông hoa rất là thơm và đẹp, cực kỳ là thơm, bông to. Quế tháng tư này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cây. Quế tháng tư, quế tháng tư nhá. Còn một cây hoàng tử áo đỏ này 100.000. Cây này nó bị sứt một cặp lá bên đây này, 100.000. Hoàng tử đỏ 100.000. Em tiếp tục về bổ sung thêm một cái lô hàng cát phân màu cho mọi người nhé. Hàng này hàng cắt tem chuẩn mặt hoa cho các bác. Nếu như bình thường các bác mua những cái dòng cát kia thì màu sổ số, thì hàng này thì các bác yên tâm là những cái hàng này trộn hoa nó sẽ khác màu nhau, để các bác bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình những cái dòng cát khác nhau nhé. Em có chia thành từng mã và chi tiết từng mã như sau, mặt hoa như thế nào em sẽ đính kèm trên màn hình để mọi người dễ dàng theo dõi hơn. Và tất cả những dòng cát này thì em xin phép báo giá luôn, em bán đồng giá tất cả loại. Đồng giá là 130.000 đồng một chậu. 130.000 đồng một chậu. Giá này so với giá ngày xưa khi cái hàng phân màu em nhập vào nó cao ấy, thì nó còn 200.000 một chậu cơ. Giờ là nó rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và hàng này hôm nay chương trình tri ân khách hàng mua từ 5 chậu bất kỳ sẽ được bao phí ship vận chuyển nhé.
Đối với dòng cát hôm nay mua 5 cốc là bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người đến tận nhà. Hàng rất là đẹp và em sẽ đi chi tiết thành từng bầu và từng hình đính kèm. Các bác đọc đúng cho em từng mã và kèm theo tên mặt hoa để em chọn hàng chuẩn hơn. Số 1 mã số xanh cốm nhé. Đây là tình trạng cây xanh cốm, thì cây này của nó giả hành nó rất là cao và giả hành nó chỉ được như vậy thôi. Hàng xanh cốm này màu hoa màu xanh ngọc rất là đẹp. 130.000 đồng một cốc xanh cốm. Cát số 2, cát hồng đậm ạ. Mã hồng đậm đây ạ, tình trạng cây đây. 130.000 đồng một bụi, rất là nhiều giả hành. Dòng cát ra hoa quanh năm. Cát số 3 đó chính là cát ngũ sắc nhá. 130.000 đồng một chậu ạ. Đây là tình trạng cây cát ngũ sắc. 130.000. Mầm nhiếc lên rất là khỏe. Hoa của nó ngũ sắc đẹp. Số 4, cát cam lửa. Cây cam lửa ạ. 130.000 đồng một giò. Mã số 4, cam lửa. Mã số 5 là cát hồng chớp ạ. Đã, cát hồng chớp. 130.000 đồng một chậu cát hồng chớp. Mã số 6, xanh lưỡi hồng. Màu xanh cốm điểm thêm cái lưỡi hồng tạo cho cây của nó một cái vẻ đẹp rất là hài hòa. 130.000 đồng một chậu cát xanh lưỡi hồng. Mã số 7, cát trắng lưỡi nhung. Dòng này thì bụi của nó lùn lùn nhưng mà lại rất là nhiều thân. Đây, cát trắng lưỡi nhung nhá, bụi lùn nhiều thân. 130.000 đồng một bụi ạ. Mã số 8, cát đỏ cam nhá. Dòng cát đỏ cam bụi của nó cũng nhiều thân này mọi người này. Cát đỏ cam, bụi to, nhiều thân, 130.000 đồng một bụi. Đây là mã số 8. Mã số 9, trắng lưỡi tím. Dòng này là dòng em bán cũng khá là chạy hàng, bông to, đẹp, giả hành cũng to, mập. Loại này cũng 130.000 đồng một giò. Đây là cát trắng lưỡi tím. Đây ạ, bụi to chưa? Đấy. Mã số 10, cam mắt mèo. Bụi của nó đây. Tình trạng cây ạ, cam mắt mèo. Cũng khá là nhiều giả hành. 130.000 đồng một chậu. Mã số 10, cam mắt mèo. Mã số 11, vàng nhung ạ. Mã số 11, vàng nhung. 130.000. Dòng này hoa của nó màu vàng rất là đẹp. Đây, cây của nó cũng tương đây giả hành thôi. Mã số 10, màu vàng nhung. Mã số 12, trắng lưỡi hồng ạ. Dòng trắng lưỡi hồng, bụi của nó to, khá là nhiều giả hành. 130.000, cái màu trắng lưỡi hồng này. Đây là mã số 12. Số 13, màu vàng mắt đỏ ấy. Màu vàng mắt đỏ, mã số 13. 130.000 đồng một giò. Đó. Lô lần này cắt nhiều mầm lên cực kỳ luôn. Và dòng này cắt một lá nhé. Số 14 ạ, cắt vàng mắt nai. 130.000 đồng một giò. Vàng mắt nai hôm nay lại về thêm. Hôm trước cái dòng vàng mắt nai về cháy hàng luôn. Đấy, vàng mắt nai hoa của nó màu vàng, vàng tuyền rất là đẹp. 130.000 đồng một giò. Mã số 14. Mã số 15, em tạm gọi đây là cây vàng đẹp nhé. Tại vì cái cây của nó màu vàng của nó hoa rất là đẹp. Đây, em sẽ đính kèm mặt hoa cho mọi người. Củ giả hành to, khỏe, mập mạp, cứng cáp. 130.000. Mã số 15, màu vàng đẹp. Mã số 16, vàng lưỡi đỏ ạ. Đây, cây vàng lưỡi đỏ đây. 130.000 đồng một chậu vàng lưỡi đỏ. Hôm nay thì có rất là nhiều màu vàng khác nhau cùng với màu trắng khác nhau nhé. Các bác đọc đúng mã, em sẽ nhặt cho mọi người ghi tên vào thành bầu. Có thể bổ sung vào bộ sưu tập của mình những loại hoa khác nhau. Ở tiếp theo em có một vài những cái giò mã chớp Mỹ và năm cánh trắng họng hồng. Ở chớp Mỹ này là chớp Mỹ hàng thành phẩm Tết vừa rồi ra hoa. Và năm nay thì các bác chăm những cái mầm tơ này, năm nay sẽ được chơi hoa một cách trọn vẹn nhất này. Đấy, hàng này Tết một thân này là 350 một thân luôn. Và bây giờ nó đang lên mầm, em bán cả một chậu này thì giá nó cũng tầm khá là vừa phải. Hoa cánh chớp M1 này 300.000. Đây có một thân lên rất là khỏe. Thân này còn đang bật mầm, cũng chuẩn bị bật mầm gốc nhé. Thân này dài tầm khoảng 35 cm. Và đây là thân tơ năm ngoái đây. Thân này vừa rồi có một cái ki lên nhưng mà nó bị hư mất kim, ki trên thân. Đấy, cái thân này có thể cắt ra ươm rất là nhiều ki nhé. 300.000 hai thân này. M2 cũng hai thân, 320.000. Giò này thì nói chung là đang lên một cái mầm gốc này. À, lên ki trên thân này. Cả một cái mầm này cũng dài 35 cm. Giò này em bán 300.000. À, giò này 300.000 đúng không? M3 260.000 nhá. M3 260. Giò này có một thân 35 cm này. Một cái thân tơ này nhưng mà nó tàn hoa vừa rồi. Các bác cắt kích cho em những cái ki ở dưới thức phần này. 260.000. Mã M4 300.000. Một thân, hai thân,
Riêng hai thân hoa Tết cũng phải rơi tầm 650. Mà chưa tính cái thân tơ để đăng lên. Thân tơ này thì rất là tiếc, vừa rồi là em để nó nắng có nó cháy một cái lá đây. Nhưng ngọn của nó ok nhá, không ảnh hưởng gì nhá. Ngọn thì không sao, nhưng bị cháy lá này có thể cắt đi. Đấy, giò này 3 thân luôn, em bán 300.000. Tính có 100.000 một thân. Mà cái hàng ki nhỏ này đã 60.000 một ki nhỏ xíu này, cái hàng chất Mỹ rồi ạ. Và đây là những cái mã năm cánh trắng hậu hồng, em còn vài mã. Hàng Tết một thân năm cánh trắng hậu hồng là 300, tầm 250 300.000 một thân đấy. Thì dài ngắn. Chậu này một thân siêu dài, thân dài chưa đang đi ngọn này. Một thân ngắn hơn, thân ngắn này rơi tầm gang tay, thân dài tầm 3 gang, hơn 3 gang của em 260.000. Đấy, em còn vài giò em bán giá rẻ nốt nhá. Giá cũ về giò này phải đến 300.000 đấy ạ. Tiếp theo M6, một giò năm cánh trắng hậu hồng 250, hai thân. Đang đi ngọn rất là khỏe. Đấy, tính ra có 125.000 một thân. Mà thân rất là dài nhá các bác nhá. Thân dài phải đến gần 2 gang tay của em. M7 260. Giò này 3 thân nhưng mà một thân bị hư đầu ngọn thì em tính là 2 thân thôi. Tính 2 thân, một thân rất là dài. Thân này dài hơn 2 gang tay. Một thân dài tầm gang rưỡi của em. Đó, và cái thân này coi như không tính là 260.000 3 thân này. Đấy. Tiếp theo M8, giò này thì quá là đỉnh luôn. Bác nào chốt giò này thì quá là tuyệt vời. Tính ra có 150 một thân mà 3 thân siêu dài luôn. 3 thân này phải nói là rất là dài luôn đấy ạ. 450.000 3 thân. Tính ra 150 một thân nhá. Tết một thân này phải 250 300 này thì nó phải rơi tầm 750. Đây đo cái thân dài nhất các bác này, 1 này, 2 này, 3 này. Hơn 4 gang tay của em nhất, thân dài nhất. Còn những cái gang này, thân này cũng phải từ 3 gang rưỡi trở lên. Em có một giò trầm thân thủ lai phi điệp này. Bông hoa vừa nở ra rất là đẹp luôn. Đây cánh của nó đây ạ. Trầm thân thủ lai phi điệp nhá. Thân của nó to bằng ngón tay cái luôn này. Đó. Đây, bông hoa khuôn bông rất là đẹp và rất là đậm. Đẹp chưa? Đấy, và đây, chỗ này còn đang có nụ cơ. Hai thân rất là dài. Và đây là những cái mầm gốc của nó đang lên cực kỳ là khỏe mạnh luôn, hàng thuần rồi. Đó, chậu này nhá. Chậu này em bán với giá là 480.000, chậu trầm thân thủ lai phi điệp này. Em có hai cái giò phi điệp mặt hoa đẹp. Giò này em gọi là giò D7 này. Đấy, bông hoa của nó đây. Rất là đẹp, cánh bầu tròn cực kỳ là đẹp luôn. Cái này thì có hoa nên là mọi người biết được khuôn bông hoa luôn nhá. Đấy, cây số 1 này. Rất là to, đẹp luôn. Và cánh của nó, cánh viền chớp. Giò này có nhiều mầm gốc này, 3-4 mầm gốc đang lên. Và giò này em bán là 290.000. Mặt bông rất là đẹp, D7. Tiếp đến là dòng phi điệp 6 mắt. Dòng phi điệp 6 mắt, những cái bảng phi điệp 6 mắt ngày hôm nay về rất là nhiều mầm. Cái này thì rôi giống cho các bác. Một chậu của nó trồng được rất là nhiều giống hoa nhé. Phi điệp 6 mắt này. Dòng này thì em xin phép bán với giá là 180.000 đồng một giò. Đây ạ, giá cũ là 200.000. Hôm nay là phiên bán hàng đầu tháng, em giảm giá cho các bác chỉ có 180.000 đồng một giò thôi. Đây là dòng phi điệp 6 mắt. 6 mắt nai, hoa rất là đẹp. Ngoài ra thì có cả những cái bảng hạc vĩ trắng này. Hạc vĩ trắng thân nó khá là còi thôi. Nhiều bác nhận hàng mà tại sao cái hạc vĩ thân còi nó thế? Tại vì nó đang trong cái thời điểm đi ngọn nhé. Khi nào cây của nó thắt ngọn thì nó mới phình độ thân của nó ra. Những cái bảng này nó nhiều mầm. Như vậy em bán là 150.000 đồng một bảng hạc vĩ trắng. Em còn rất là nhiều, em đang treo ở phía trên vườn. Và đây là những cái bảng hoàng thảo vôi trắng ạ. Hàng này thì nó cũng vừa tàn hoa và bây giờ đang phát triển rất là nhiều những cái mầm gốc. Lô đợt này về nhiều mầm gốc và rất là khỏe đẹp nhé. Em cũng bán 150.000 đồng một chậu thôi ạ. Đây, hạc vĩ trắng còn em còn treo rất là nhiều ở phía bên đây. Tiếp theo là những cái giò trầm Nestor đỏ, mặt hoa màu đỏ đậm. Và dòng này thì hoa siêu thơm, 150.000 đồng một giò nhé. Trầm Nestor đỏ, 150 thôi. Hôm nay tất cả mặt hàng đều được giảm giá. Đai châu Thái ạ, đai châu Thái ngày hôm nay em có về cái lô hàng rất là xịn sò. Đó chính là cái dòng đai châu to và nhiều cặp lá. Cây nó đanh lá, cây 3-4 năm rồi. 3-4 năm tuổi nhá. Đây, cây to nhiều cặp lá như thế này này. Đấy, và cái lô hàng này về rất là đẹp và chất lượng. Giá hôm nay thì rất là yêu thương, chỉ có 200.000 đồng một cây đai châu này thôi. Hàng Tết một cái chậu đai châu và đang nụ hoa này phải từ 250 đến 280. Lô đợt này em nhập từ vườn, người ta xuất cái lô hàng tri ân khách hàng giảm giá đấy ạ. Đây, cây to, nhiều cây bản lá khá là ngắn và đẹp. Đấy, hàng lá xếp mít nhá. Phi điệp giống thì hiện tại nhà em có một số loại phi điệp giống như sau. Thứ nhất đó chính là phi điệp ma bó. Đây là những cái cốc phi điệp ma bó, có cốc đi ngọn, có cốc đã thắt ngọn rồi. Giá em bán là 35.000 đồng một cốc nhé. Và riêng dòng phi điệp giống này thì mua 10 cốc là bên em sẽ bao phí ship vận chuyển. Tiếp theo bên đây đó chính là dòng hồng yên thủy ạ. Hồng yên thủy, những cốc hồng yên thủy gieo hạt này. Cốc này em cũng bán 35.000 đồng một cốc và mua 10 cốc sẽ được bao ship. Dưới đây đó chính là phi điệp sơn điền. Và chiều dài cây của nó cũng chỉ từ 5 cm đổ lại thôi, tùy từng chậu nhé.
Đấy ạ, có những cây nó đang đi ngọn rất là khỏe và lực. Cây của nó ki năm 2, năm 2 rồi đây này. 35.000 đồng một cốc, ki Sơn Điền. Mua 10 cốc bao ship. Tiếp đến đó chính là phi điệp Nù 68 ạ. Nù 68, cây cũng đang đi ngọn, 40.000 một cốc, trồng trong cốc nhựa này nhá. Đây là phi điệp Nù 68. Còn bên đây đó chính là Di Linh Thác Khói này, cũng 40.000 đồng một cốc. Di Linh Thác Khói. Năm cành trắng mũi hồng ạ. Về thêm cái lô năm cành trắng mũi hồng. Loại này em bán là 160.000 đồng một cốc. 160.000 đồng một cốc. Đây cũng nhiều thân. Năm cành trắng mũi hồng. Kiều tím Thái ạ, kiều tím Thái 180.000 đồng một cốc. Bông hoa của nó tím lịm, tím đậm. Và hàng này là hàng sưu tầm nhá, hàng của Thái Lan. Và một chậu của nó thì thân của nó cũng chỉ tầm chưa đến một gang tay. Đấy, chậu cũng nhiều ki đang lên. Hoa này tím nó cũng như dòng tím của Yên Bái đấy ạ. Hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố, top trong những dòng hạc vĩ hoa đậm và rất là sai hoa. Dòng này thì hàng của nó sẽ là hàng ươm ki, hàng chuẩn ki cho các bác. Và hàng này thì hàng như hàng ki và không có hàng cân để bán nhé. Các bác lưu ý, cốc của nó thì nó chỉ dài cũng không quá dài đâu. Nó chỉ ngăn ngắn tầm khoảng 5-7 phân thôi. Thậm chí có những ki nhỏ hơn, bởi vì hàng này ngoài thị trường đang bán ra ki, từng ki nhỏ nhỏ như thế này. Các bác mua một chậu này thì nó sẽ rôi hơn. Hàng mới về nhà em và lô đợt nào về nhà em loại này cũng rất là cháy hàng. Giá em bán 75.000 đồng một cốc nhá. Mua 5 cốc thì bên em sẽ tính với giá là 70.000 đồng một cốc ạ. Hoàng nhạn mít 4N, một trong những dòng hoàng nhạn của Thái, và dòng này là dòng VIP nhá, dòng VIP. Cây của nó thì sẽ có hai size, thứ nhất là size này là size cây to. Size cây to thì số cặp lá trong một chậu nó nhiều hơn, 2, 4, 6, 7, 8 cặp lá, tính cả lá gốc nhé. Tại vì hàng này hàng chơi lá và chơi cả hoa. Loại to này thì em bán là 450 một cây. Còn cái loại này là loại nhỏ này. Loại nhỏ này thì nó chỉ có tầm khoảng 4-5 cặp lá thôi. Đấy, thì lá của nó cũng là dòng bản lá to, đẹp. Loại này thì em bán 290.000 đồng một cây. Đây là dòng hoàng nhạn mít 4N nhé. Em có một vài giò đai châu phượng hoàng này. Cây của nó rất là đẹp. Đai châu phượng hoàng này là hàng ghép vào bảng nhé. Hàng này thì bông hoa của nó sai, và loại này thì cây của mẹ bồng con của nó 1, 2, 3 con trong một chậu cơ. Đấy, đai châu phượng hoàng này thì em bán với giá là 160.000 đồng một cây. Bác nào lấy 2 chậu nhé, em tính là 300.000 đồng một cặp đai châu phượng hoàng. Dáng hương tam bảo sắc hoa trắng ạ. Đấy, cái dòng này hoa trắng đột biến, hoa trắng tinh này, 160.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em tính 300.000 đồng một cặp tam bảo sắc hoa trắng. Giả hạc Pháp hàng chậu. Những cái chậu giả Pháp cực kỳ là nhiều ki, nhiều thân như vậy này. Em đang bán với giá là 150.000 đồng một chậu giả Pháp. Cái chậu này nó phải đến tầm 15-20 ki luôn. 15-20 ki. Và tính ra rẻ ra chia bình quân thì nó rất là rẻ luôn các bác nhá. Hàng này là hàng trồng chậu rồi này. Đấy, đây là dáng hương tam bảo sắc hoa trắng. À quên, đây là giả hạc Pháp. Dendro Úc Mắt Đen. Một trong những dòng dendro mà ươm từ ki ra, và chậu của nó thì cực kỳ là đẹp. Chậu nhiều thân, và thứ hai là thân tơ này ra hoa thì rất là mượt mà và đẹp này. Dòng này bông to và rất là sai hoa. Đấy, một chậu này của nó giá Tết phải từ 300.000 trở lên. Hôm nay em sẽ tri ân giảm giá cho các bác cái mặt hàng đen rỗ mắt đen với giá chỉ có 220.000 đồng một giò thôi nhé. 220.000 đồng một giò đen rỗ mắt đen. Hàng hôm nay giá cả cực kỳ là yêu thương luôn nhé. Chớp Mỹ ạ. Chớp Mỹ hàng ươm ki nhé. Những cái cốc chớp Mỹ hàng ươm ki này em bán là 180.000 đồng một cốc. Lấy 2 cốc thì em tính với giá là 170.000 đồng một cốc nhá. Đấy, hôm nay thì em cũng giảm giá luôn. Cù Lao Minh, Cù Lao Minh Lai, hàng này thì hoa của nó màu xanh ngọc rất là đẹp. Đây, một số bông mà vừa mới sổ hoa này. Cái này là nó còn bị tàn một số những cây vận chuyển đấy ạ. Còn đâu nếu mà thực tế ra hoa của nó màu xanh ngọc rất là đẹp. Cù Lao Minh này thì em bán với giá là 150.000 đồng một giò. Đấy, ngày hôm nay giảm giá tri ân khách hàng 150 một giò Cù Lao Minh. Cây của nó nhiều thân. Và cũng có cây nó có nụ hoa, nhưng mà nó cũng trời nóng quá nó cũng bị thui một số ấy. Nhưng mà cái hàng này thì hoa của nó thì liên tục, các bác cứ về chơi hết mùa này đến mùa khác nhé. Tiếp theo là Di Linh Xuân Lai với trầm tùng đỏ, cũng 150.000 đồng một giò. Đấy, giá cũ tần 200.000 thôi. Hôm nay em giảm giá cho bác 150.000 một giò Di Linh Xuân Lai với trầm tùng đỏ. Hôm nay có về một cái lô trầm tím. Trầm tím hàng rừng và hàng trồng thuần. Đấy, tức là hàng rừng mà người ta trồng thuần và bây giờ người ta xuất đi. Đây, bông hoa của nó thì khá là tím đậm và rất là đẹp. Đây, bông hoa của nó đây, sổ trong lô. Một chậu của nó thì cũng tương đối, cũng thế này thôi. Tại vì hàng trầm thì các bác biết cái giá trị nhập vào nó đã cao rồi, nó đắt rồi chứ không phải là cái hàng bình thường. Đó, một chậu trầm tím này thì em bán với giá là 220.000 một giò nhé. Hàng này về các bác treo lên luôn.
Đây có những cây thân tơ đang lên rất là khỏe này. Có những cây thoát ngọn thì nó đang có hoa. Đấy, cái này chỉ là khuôn bông để cho mọi người biết được mặt hoa thôi. 220.000 đồng một giò trầm tím rừng nhá. Tiếp đến đó chính là những cái giò giả hạc châu Như. Giả hạc châu Như. Châu Như này cây cao đẹp nhá. Cây cao, khá là cao và đẹp. Đây ạ, những cái cây châu Như này em bán giá là 120.000 đồng một chậu. Và mua 2 chậu em tính giá là 110.000 đồng. Và đây là những cây Di Linh Xuân nhá. Cây cao, cây cao khỏe. Di Linh Xuân cũng 120.000 đồng một giò. Lấy 2 giò tính 110.000 đồng. Di Linh cây sẽ cao hơn là cây châu Như. Em có một cái giò tam bảo sắc kép lũa này. Có một cây xếp đang có nụ hoa này. 2 cây này, 3 này, 4, 5 cây. 2, 4, 5. Một cây to và 5 cây nhỏ nhá. Cái này ghép trên cái gỗ lũa rất là to. Cái này thì em nghĩ là các bác qua cửa hàng lấy thì tốt. Tại vì hàng này thì gửi đi xa nó hơi tốn tiền cước. Giò này em bán 260 thôi. Cái gỗ lũa này nặng ấy, ngày xưa mua cái gỗ lũa này nó cũng phải 70-80 nghìn rồi. Còn đâu là cái hàng tam bảo sắc này cũng ghép lâu lâu. Phi điệp lá biên phát tài ạ, những cái cây phi điệp lá biên đang lên mầm này. Những cái cây chậu một thân này em bán với giá là 160 nghìn. Còn những chậu hai thân tơ thì em bán với giá là 200 nghìn. Giá một thân ngày Tết loại này đã rơi tầm 250 thôi nhé các bác nhé. Hôm nay thì em cũng giảm giá cái lô hàng này rất là đẹp. Phi điệp tiếp theo là phi điệp tím xưa. Dòng phi điệp tím xưa này 150.000 đồng một giò. Giá cũ tầm 250 một giò hàng Tết ấy. Hàng Tết ra hoa là 250. Giờ em đang bán những cái giò này chỉ có 150.000 thôi. Giá rẻ hơn rất là nhiều. Em có một cái lô đai châu Thái hàng giảm giá này. Loại này thì giá cũ là 170. Hôm nay thì em bán cái loại này là 250 được một cặp. Tức là bán lẻ là 130 một cây. Cây nhỏ nhá, loại cây nhỏ hơn là cái loại 200 kia thì loại này em bán 130 một cây. Lấy 2 cây tính 250 một cặp. Hoàng thảo bạch nhạn. Bông hoa của nó thuộc dòng bông hoa rất là to và rất là sai hoa. Đây bông hoa của nó đây, rất là to đùng luôn. Cái này là bói lại còn một bông, chứ còn thực tế dòng này sai hoa cực kỳ. Giá cũ em bán loại này là 220 này, 220 này. Hôm nay thì em giảm giá cho các bác để các bác làm giống nhất. Tại vì dòng hoàng thảo đã xuống lá hết rồi. 150.000 đồng một giò. Hoàng thảo tam bảo sắc nhá. À quên, hoàng thảo bạch nhạn 150.000. Tiếp theo là hoàng nhạn Indo. Đây cái mặt hoa của hoàng nhạn Indo này. Hoa rất là thơm. Hoa thơm nức mũi luôn các bác nhé. Dòng này thơm lắm. Hoàng nhạn Indo này em bán với giá là dòng này em bán là 170.000 đồng một giò nhé. À 180.000 đồng một giò. Lấy 2 giò là 350 được một cặp hoàng nhạn Indo. Phía bên đây là những cây nữ hoàng mặt trời đỏ. Loại này thì cây nó lá xếp nhiều cặp lá. Cũng 180.000 một giò. Lấy 2 giò tính 350. Em còn một vài giò trầm rồng đỏ hàng thanh lý này. Những cái giò này là trước đây toàn bán hơn 200. Bởi vì những cái thân này thân tơ vừa rồi ra hoa. Nhưng mà giò thanh lý các bác, bởi vì nó mầm nó cũng xấu hơn. Và thứ hai là nó ít mầm hơn ấy. Đấy, cái loại này thanh lý cho các bác là 100.000 đồng một giò đi. Hàng ươm kỳ. Những cái chậu này 100.000 đồng một giò nhé. Cái hàng có cả hàng trầm rồng đỏ hàng cốc thì hàng đấy 100% thân tơ. Còn hàng này là có cả những cái thân già năm vừa rồi ra hoa thì cây này nó đanh hơn. Thì giá cũng thanh lý 100.000, giá cũ hơn 200 ạ. Di Linh Xuân Lai với Hồng Mỹ Nhân. Một chậu của nó nhiều thân này. Em bán 75.000 đồng một cốc. Lấy 3 cốc tính giá 70.000 nhé. Di Linh Xuân Lai Hồng Mỹ Nhân. Châu Như F2. Châu Như F2, cái lô hàng Châu Như F2 này sổ ra rất là nhiều mặt bông bệt. Và Châu Như F2 thì có những cái thân nó đã lên ki trên thân. Có thân thì đang đi ngọn. Mỗi chậu Châu Như F2 75.000 một cốc. Lấy 3 cốc tính giá là 70.000. Đấy, Châu Như F2. Ở đây là nù 68 nhá. Những cái cây nù 68 cho mặt bông tròn đẹp. À nù Tali. Đây là dòng nù Tali 85.000 đồng một cốc. Và loại này mua 3 cốc cũng tính giá 80.000. Có cây lên ki ở trên thân, có cây thắt ngọn, có cây đang đi ngọn ạ. Tiếp đến dòng Dendro thì hiện tại nhà em có những loại Dendro sau. Và nếu các bác muốn đầy đủ một bộ, chọn bộ nhiều loại Dendro thì hẹn các bác cuối tuần này sẽ về một lô nữa. Và hiện tại thì nhà em hiện tại có những mặt hàng sau nhé. Dendro nắng này thì hoa của nó quanh năm, tức là chơi hoa của nó bền, chơi đến 2 tháng chưa dấu hiệu tàn. Cây của nó thì nó cây tơ mướt đẹp. Và các bác mua số lượng 5 cốc, 10 cốc thì đều được giảm giá. Khi mua từ 5 cốc thì giá giảm còn 75.000 một cốc, tức là giảm 5.000 đồng một cốc. Mua từ 10 cốc thì giảm 10.000, tức là còn 70.000 một cốc thôi. Đấy, mua 10 cốc thì các bác sẽ được rơi hơn. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng loại. Thứ nhất là dòng bò tím lá mít này. Dòng này cánh xoắn và lưỡi tím đậm, cực kỳ đẹp, cây tơ, cây khỏe. Loại này 80.000 một cốc nhé. Mua nhiều được giảm giá. Bò tím cánh xoắn hoa rất là đẹp luôn.
Chớp Enobi ạ. Dòng này là dòng chớp mà với màn hoa cánh viền cực kỳ là siêng hoa. Dòng này thì cây của nó đấy ạ, một chậu của nó cũng tương đối, cũng không quá nhiều thân, nhưng dòng này hàng sưu tầm. Một chậu chớp của nó, nhiều cây lô đợt này đang có nụ hoa nhé. Em bán với giá là 120.000 đồng một chậu. Dendrolycat hình như còn duy nhất một cây thì phải. Dendrolycat, hoa bông to và hoa tím đậm, 80.000 đồng một chậu. Thỏ hồng, 80.000 đồng một chậu. Thỏ hồng bông hoa rất là sai và đẹp, 80.000. Tím Huế cũng 80.000 đồng một chậu. Dòng này thì hoa sai và đẹp này. Đấy, dòng tím Huế đây. Bò vàng cũng gần hết hàng rồi. Đây cái dòng bò vàng cánh xoắn lá mít này, cũng 80.000 đồng một chậu nhé. Bà liễu xưa, top một trong những dòng hàng gọi là năm cánh trắng quốc dân này. Bông hoa thơm và hoa màu trắng tinh. Cây của nó thì lại rất là thấp. Cây này thì nó chỉ tầm một gang tay đổ lại thôi, chưa đến một gang tay nhé. Cây của nó thì đang đi ngồng, đang lên mầm. Thậm chí có những cây đã thắt ngọn rồi. Đấy, bản chất loại này thì nó cũng đắt tiền hơn những cái loại khác em nhập, nhưng mà cây nó lại nhỏ hơn. Loại này em bán 80.000. Hoa hồng blue, nó là dòng dendro hoa hồng, nhưng hoa màu nó là màu tím đậm, 80.000 đồng một chậu. Hoa hồng blue. Thỏ xưa là một dòng hoa rất là xinh, hoa màu trắng lưỡi tím, 80.000 đồng một chậu, cây thỏ xưa đấy ạ. Tiếp theo nữa đó chính là cây kinh vàng sai hoa, hoa màu vàng lưỡi đỏ, 80.000 đồng một chậu. Siratong, dòng hoa nắng mới này rất là đẹp, cho bông hoa của nó cực kỳ là rực rỡ. Loại này thì nhà em còn về rất là nhiều phía trên đây. Và loại này 80.000 đồng một chậu Siratong nhá. Mua 5 chậu, 10 chậu đều giảm giá. Rồng xanh, hoa sai hoa và rất là đẹp. Rồng xanh 80.000 đồng một chậu. Đây, những cái cây rồng xanh em sẽ nhặt cho các bác những cây tơ mướt đẹp trước. Cây đứng ngọn rồi, 80.000 đồng một chậu rồng xanh. Đồng tiền thì như còn duy nhất một cây thì phải. 80.000 đồng một chậu đồng tiền nhá. Dendro đồng tiền cây đợt này cao lớn. Em còn hai cây bà liễu xưa loại to nhá. Chậu to, chậu nhỏ 80.000 thì nó rất là nhỏ thấp. Cây to này cây trưởng thành có nụ hoa này. Chậu này ba ngồng hoa nhưng cái lá vận chuyển nó bị cháy nắng này. Nó không ảnh hưởng gì. Ba ngồng hoa, nhú vòi rất là to. Cây cao và đang lên một mầm gốc đẹp. Cây này 250.000. Cây này cây cao nhá. Cây thứ hai thì có một cái thân này cực kỳ là cao. Thân này phải cao đến 90cm này. Vẫn đang đi ngọn luôn. Nhưng mà lá của nó thì nó lại mọc hơi lệch tí. Chậu này cũng 250. Đấy, có một cây cao và một cây thấp. Bà liễu xưa 250. Một chậu nụ hoa, một chậu chưa nụ. Hoàng thảo tím Huế á, em có những bảng hoàng thảo tím Huế này, 150 một bảng này. Em còn rất là nhiều nhá. Cái hoàng thảo tím Huế này hoa cũng đẹp. Và đây có hai cái chậu năm cánh trắng họng hồng. Nó bị nhà em bị chuột nó cắn mất cái đầu ngọn cây này. Em thanh lý nhá. Bình thường là 160 một giò. Hôm nay thì những cái chậu này nó bị cắn mất đầu ngọn, ví dụ vẫn còn mầm mầm này nhưng mà nó bị cắn này. Thanh lý 100.000 một giò nhá. Lấy hai giò này 200.000 này. Bán thanh lý luôn. Em có vài cây dendro xoắn lá mít nhá. Vừa rồi em không để ý nắng quá nó bị hư một số đầu ngọn. Những cái chậu này trước đây là em bán 250 một chậu này, toàn cây lá to, bản lá to đẹp, nhưng mà một số cây nó bị hư tình trạng lỗi như sau thì em sẽ giảm giá thanh lý nhá. Em gọi đây là giò E1 này. E1 cái giò này thì nói thật nó còn một. Còn đây là những cái thân, đây thân này bị hư thì không nói làm gì. Nhưng những cái thân này đấy thì nó có những cây đứng ngọn, có những cây thì nó hơi hư đầu ngọn này. Về quan trọng nhất là các bác lấy giống. Dòng này bản lá to đùng. Đấy, bản lá to và rất là đẹp. Mầm gốc thì đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 mầm gốc này. Ít nhất là 5 mầm gốc, hiện tại em đang nhìn nó đang nảy lên rồi. Giò này em bán 90.000. Đấy, cái này nó không có chậu đâu nhá. Chậu này em cho riêng vào đấy. 90.000. E2, giò này 140. Giò này thì nó chỉ có bị một đầu này nó bị hư thôi. Còn đầu bên đây đứng ngọn rất ok. Đây giò số 2, em bỏ hẳn ra nhấc hẳn ra đây cho mọi người xem. Thân mập đẹp. Đây mầm gốc đang lên này. 1 2 3 4. 4 mầm gốc. Đấy. Đây 4 mầm gốc này, giò này em bán là 140.000. Giò E2 140.000. Tiếp theo mã E3 nhé. Mã E3 E3 thì em bán với giá là 140.000. Giò này cũng 140. Đây giò này này. Ôi dồi ôi, bản lá cực kỳ là to, cực kỳ là mập luôn. Đây ạ, 1, 2, 3, 4 này. 5 mầm gốc, 6 mầm gốc. Hiện tại đang nhìn thấy 6 mầm gốc đang lên. Đấy, cây này là vẫn đang đi ngọn này.
Cái này bị hư một đầu ngọn, có đâu những cái ngọn này đang thắt ngọn với cả đang đi ngọn. Rồi em bán 140.000. Đây. Thân to như thân mía luôn ạ. 140.000 và em 4, giò này em bán 180. Giò này thì mầm gốc đang lên nhú lên cũng phải 3 cái, ít nhất là 3 cái rồi. Đây, mầm gốc lên rất là khỏe luôn. Cái này thì nó không bị hư đầu ngọn nhá. Giò này cũng nhiều thân. Giờ em là bán 180. Bản lá to đẹp. Đây là E4 nhá. Đen đô nắng, xoắn lá mít. Chuyển sang hàng kg thì em có bán lẻ nhé. Mỗi loại các bác có thể mua số lượng từ 50.000 một loại cũng được. Tiếp theo, trước tiên đó chính là long tu đá hoa trắng này. 150.000 một cân và 50.000 một bó. Hàng này nó cũng vừa, thân của nó cũng từng khóm nhỏ nhỏ thôi. Về các bác ghép cho em những khóm này ốp lên cây này, ốp lên dớn. Sóc Lào 150.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Hương vani 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó nhé. Phi điệp vàng, mùa này thì phi điệp vàng đang lên mầm và sắp tới là đến thời điểm tháng 6, tháng 7 là mùa hoa của nó. 150.000 một cân và 50.000 một bó. Báo hỉ lô hàng về rất là đẹp và rất là nhiều mầm gốc đang lên. Báo hỉ 150.000 một cân và 50.000 một bó. Đây có cả những cây có hàng dè, dè này. Đó, toàn hàng dè thôi. Báo hỉ đợt này cây rất là đẹp và nhiều hàng dè. Tiếp theo là kim điệp nhựa, kim điệp sáp 200.000 đồng một cân. Hàng kim điệp sáp khóm nó vừa nhỏ và nó vụn vụn như vậy nhá. Em bán 200.000 đồng một cân. Em có về một ít cái hoàng lạp cũng khá là tươi. 150.000 một cân và 50.000 một bó. Long tu xuân còn một ít để làm giống này, 200.000 một cân. Rất là nhiều mầm gốc đang bật lên, hàng ngắn thôi nhá, vào vườn làm giống ạ. Hoàng thảo nghệ tâm, lâu lắm rồi về một cái lô hoàng thảo nghệ tâm mà số lượng nhiều. Và thứ hai là hàng này ấy, nó nhỏ thôi nhưng mà lại thuộc dòng dễ trồng và dễ ghép. Hoa màu tím, bông to. Nghệ tâm này thì em bán 50.000 một bó. Một bó 2 lạng rưỡi rất là nhiều. Còn bán lẻ là 200.000 đồng một cân. Loại này nhẹ lắm nhá, nên các bác có thể lấy tầm 50.000, 100.000 là các bác về ghép bại rồi. Dòng này cứ phải ghép lên gỗ thì đẹp. Giáng hương đuôi cáo Cao Bằng, về thêm một cái lô hàng đẹp tươi. Giáng hương đuôi cáo, bông hoa vòi dài, cực kỳ là siêng hoa. Có những cây còn đang có nụ hoa nữa cơ. Cáo xếp hôm nay cũng có khá là nhiều. Giáng hương đuôi cáo 240.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Sơn thủy tiên ạ. Hàng này em sẽ thanh lý sơn thủy tiên nhé. 180.000 đồng một cân và 50.000 một bó sơn thủy tiên. Khóm nó vừa phải ạ. Em về cái lô hàng trinh bạch, hoa màu trắng tinh và rất là đẹp. Nhiều dề này, nhiều dề, nhiều khóm, cây tươi. 150.000 một cân và 50.000 một bó hoàng thảo trinh bạch. Vẩy rồng 150.000 một cân và 50.000 một bó ạ. Hoàng thảo môi tua 150.000 một cân và 50.000 một bó. Hoa màu vàng, cánh tua rua. Em có ít cái báo hỉ thanh lý nhá, 130.000 một cân. Đây là hoàng thảo Thái Bình. Nó hơi rời vụn một tí nhưng mà đây mầm gốc của nó cũng đang bật cũng khá là nhiều đấy ạ. 130.000 một cân. Hoàng thảo tích tụ ạ. Hoàng thảo tích tụ 150.000 một cân và 50.000 một bó. Cái dòng hàng thảo tích tụ thân của nó rất là nhiều. Đang thắt ngọn xuống lá chuẩn bị cho hoa ạ. Hoàng thảo trúc đen vừa mới về. Đây ạ. Lá xanh mướt và đang vừa mới qua mùa hoa. 220.000 một cân và 50.000 đồng một bó. Hoa màu vàng rất là đẹp. Và trên đây là những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Ngoài ra thì em có cả bán cả những dòng chế phẩm phân thuốc và những bộ sản phẩm phun tưới dành cho hoa lan. Các bác có nhu cầu đặt mặt hàng gì thì liên hệ bên em sẽ báo giá cho mọi người nhé. Xin chào.